Chưa gì nó đã nhảy ra. Nhâm mùi tôm luôn. Em phải nhìn thì biết chỗ đó là đau ấy nhỉ. Nói chung đúng đầu nó mới ra. Chiếc cái nó đã nhảy ra. Ra được một ít xong nó dừng. Mình chọc tiếp nó mới ra. Thích chọc. Tí nữa thôi nó ra một ống. Ra rất là nhiều. Ra bao nhiêu? Ra nhiều lần rồi. Ra nhiều.